thế luôn chỉ có đôi mình, hẹn một đời yêu chỉ mình tôi. Kiếp người con gái trót mang khổ đau, còn lối đi nào cho người về sau? Vì tình lời hứa chung tình, vì yêu nên cho trao mình, giờ ngồi đây khóc thương phận mình. Lòng em giờ đã ua sầu, chẳng còn tin đến chuyện tình yêu. Mà sao em chọn hát bài này buồn vậy? Em không biết nữa, em chỉ học lớn mấy bài hát cho vui thôi. Anh khen là em thấy xấu hổ quá. Anh khen thật lòng mà. Em hát rất hay, rất có tiềm năng trở thành ca sĩ đó. Anh hơi thiệt nha, có khi nào em muốn được làm ca sĩ đứng hát trên sân khấu không? Sao em không trả lời anh? Em thích lắm, nhưng mà chuyện đó chỉ xảy ra trong mơ thôi. Ít hôm nữa là ngày mừng thọ bà Hội, Tiên Thành có nhờ anh tìm một món quà đặc sắc để tặng cho bà. Anh nghĩ hoài mà không ra, cho tới khi gặp được em. Em cũng muốn có một món quà đặc biệt tặng bà, mà em cũng chưa nghĩ ra nữa. Vậy anh và em kết hợp với nhau để làm một tiết mục đặc sắc tới tặng cho bà đi. Ý của anh là... Dạ, con xin thầy cho Lê Hằng hát trong tiệc thọ của nội con. Con muốn có một món quà thật ý nghĩa tặng nội. Chẳng phải con đã mời nghệ sĩ về biểu diễn rồi sao? Nhưng nếu chỉ mời nghệ sĩ nổi tiếng về để trả tiền thôi thì không có điểm nhấn. Nội con vốn quý em Hằng, coi như là con cháu trong nhà. Khi nghe Hằng hát, chắc chắn bà nội con sẽ rất vui. Ta biết ý tốt của trò, muốn tạo một kỷ niệm đẹp cho Lệ Hằng. Trò còn vì lòng hiếu thảo với bà Hội nữa, nhưng ta vẫn không đồng ý. Tại sao vậy thầy? Ta cũng đã từng dạy trò câu vớt trăng đáy nước rồi phải không? Dạ rồi. Nhưng mà thưa thầy, ý của câu này là phê phán chúng ta chạy theo những thứ phù phiếm, tốn công mà chẳng được gì. Con đã hiểu ý thầy, nhưng mà con thấy đây chỉ là một buổi tiệc mang tính chất gia đình thôi. Con không khuyến khích em Hằng làm ca sĩ đâu thầy. Thật ra Lệ Hằng nó rất giống mẹ của nó. Nó thừa hưởng tất cả những đức tính của mẹ, nhất là giọng hát. Dạ, chuyện này con có nghe má con nói. Cho nên ta không muốn nó dẫm vào vết xe đổ của mẹ nó ngày xưa. Má, má đừng đi mà má, cho con đi với má. Nếu về em bước ra khỏi cánh cửa này, đừng bao giờ về đây nữa. Muốn đổi đời, muốn nổi tiếng, em phải đi theo anh. Anh sẽ che chở và tạo mọi điều kiện cho em thăng hoa với nghề. Khi có danh vọng rồi, em về với con vẫn còn kịp mà. Má đừng bỏ đi mà má. Má lại con đi.
lỗi con. Bây giờ trò hiểu tại sao ta không muốn cho Lệ Hằng đi theo nghề ca hát rồi phải không? Thưa thầy, con suy nghĩ hoài mà không ra. Cho dù đam mê có lớn cỡ nào, làm sao cô có thể bỏ rơi con ruột của mình được thầy? Có nhiều chuyện con không hiểu hết đâu. Chuyện quá khứ ta không muốn nhắc lại. Cũng vì lý do đó thầy không cho em Hằng đọc những cuốn tiểu thuyết đó sao? Dạ, con xin lỗi thầy. Lúc đầu con không biết nguyên nhân, sau này nhất định con sẽ không tái phạm. Dạ, con chỉ mong thầy... Trò vẫn kiên định muốn ta cho Lệ Hằng hát trong tiệc mừng thọ của bà hội sao? Cha mẹ sinh ra con, nhưng mà thầy luôn là người hiểu con. Con xin thầy mở lòng để nghe con cắt nghĩa. Con cứ nói đi. Em Hằng rất thích ca hát, nhưng mà em Hằng cũng rất hiếu thảo và nghe lời của thầy. Thầy dạy con làm chuyện gì cũng phải hiểu rõ đạo lý trước sau. Nhưng sao thầy không kể cho em ấy nghe chuyện của cô vậy? Để cho mấy đứa nó biết bản thân tụi nó bị mẹ tụi nó bỏ rơi từ nhỏ. Thầy nghĩ chúng nó sẽ đau lòng hơn. Nhưng mà thầy, con thấy cô là cô, Lệ Hằng là Lệ Hằng. Dù giống nhau ra sao á, thì họ vẫn là hai người. Hơn nữa lần này con chỉ muốn em Hằng có một kỷ niệm đẹp, chứ con không khuyến khích em ấy làm ca sĩ thầy à. Thầy có nhớ không, hồi nhỏ con nói con thích vẽ, thầy động viên con thích thì con làm, con cảm thấy rất vui. Nhưng bây giờ lớn lên, con tự biết khả năng của mình tới đâu, cho nên bây giờ con không phải là họa sĩ. Trời đã biết dùng những lời ta dạy để nói lại ta rồi đó. Dạ con không dám. Nhưng mà nội con thích coi hát lắm, lại xem em Hằng như là con cháu trong nhà. Hằng tới hát, con nghĩ là một món quà mừng ý nghĩa tặng cho nội đó thầy à. Thôi thôi thôi, trò đừng nói nữa. Trò mà nói một lúc nữa làm ta động lòng bây giờ á. Ý của trò ta đã rõ, để ta về ta suy nghĩ rồi ta sẽ trả lời cho trò sau. Dạ, con cảm ơn thầy. Em không thích nói chuyện với anh sao? Dạ không có, em thích nói chuyện với anh lắm. Vậy sao nãy giờ em im lặng hoài vậy? Tại em bận suy nghĩ cho nên chưa nói chuyện với anh được. Em nghĩ gì mà nhìn nghiêm trọng vậy? Em nghĩ tới lời anh nói về món quà đặc biệt tặng cho bà hội trong lễ mừng thọ. Thì ra là chuyện đó hả? Ngoài chuyện này ra em còn nghĩ chuyện khác nữa. Chuyện khác là chuyện gì vậy? Em thấy ngộ là từ nhỏ tới lớn em luôn ước được một lần đứng trên sân khấu hát. Nhưng mà anh Tiến Thành ra em chưa kể với ai hết. Tự nhiên bữa nay gặp anh, em chưa nói, tự nhiên anh đã nghĩ tới chuyện cho em lên sân khấu hát rồi. Em biết sao không? Tại vì anh có một cặp mắt rất là tin tưởng. Không phải chỉ với em, mà ở trường cũng vậy. Chỉ cần... anh nghe đó hát một lần, anh có thể biết được người đó có thể lên sân khấu và trở thành ca sĩ. Hả? Vậy theo anh Phùng, em có thể hát được hả? Không phải được, mà là rất được. Chỉ cần em nghe theo lời của anh, để anh dạy em cách lấy hơi giả chữ, em sẽ hát hay ngay. Không phải chỉ hát trong lễ mừng thọ của bà hội, mà sau này em còn có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Anh Phùng nói thiệt hả? Thiệt. Cho dù có thiệt như anh nói thì Tiến cũng không bao giờ chịu đâu. Ở nhà hát một mình em còn bị cấm, huống chi là lên sân khấu hát cho nhiều người nghe. Em nè, em đừng có lo, em phải tin anh chứ, anh có cách mà. Tứ, vô phụng hai dọn cơm. Ủa hai, hôm nay hai cho ăn gì vậy hai? Hôm nay hả? Hai nấu cá kho với lại canh rau dền.
nữa. Lại là mấy món đó nữa. Bộ hai không biết nấu mấy món khác hả? Ừ, giống như là món mắm kho của dì hai hay kho đó. Hai chỉ nấu những món mà tía thích thôi. Em cũng biết tía khó tánh mà. Nêm nếm mặn lạt một chút là tía ít ăn cơm lại liền. Mà tía ít ăn cơm, tía bệnh ai nuôi mình? Món mắm kho dì hai nấu rất ngon, nhưng tía không thích, cho nên là hai không có nấu. Ừ, sao hai biết là tía không thích món mắm kho? Đâu cần ai nói, nhìn là biết liền à. Mỗi lần dì hai qua nhà mình nấu mắm kho là tía nhăn mặt nhăn mày kêu hôi. Tía nể chị em mình lắm, tía mới ăn một miếng đó. Mà dì hai cũng vậy, muốn chọc tức tía, cho nên lâu lâu đem mắm qua nhà mình kho một lần. Hai không biết, mà hai kêu là hai biết. Tía ở nhà, thiệt ra là không có ghét món mắm kho đâu. Ôi, tía giả bộ đó. Thiệt ra, tía thích món mắm kho nhất trên đời luôn á. Thiệt. Thiệt không? Chắc là không có đâu. Đây nè, để em kể hai nghe nha. Nhớ hôm bữa, dì hai qua nhà mình không? Dì hai kho mắm á. Xong rồi tía nhăn, tía không chịu ăn. Cái mình ăn xong á, xong rồi em thấy tía đi xuống dưới bếp lấy ăn á. Ăn nhiều luôn á nha. Thiệt hả? Thiệt. Hai á, tối ngày á, cứ lo đọc mấy cuốn tiểu thuyết rồi mơ mộng, không có quan tâm gì tới tía hết á. Nè, hai á, hết thích tiểu thuyết rồi, bây giờ hai thích hát hơn. Mai mốt á, hai sẽ lên sân khấu hát, cho em coi em thích không. Thôi đi, nghe đài á, tía đã không cho rồi, ở đó mà lên sân khấu hát, nằm mơ hả? Nè nè nè, hai đứa. Ủa tía, nói cái gì mà sân khấu sân khiết đó hả? Dạ chị hai định Định cái gì? Tại sao nói là tự nhiên đính thinh vậy? Để em nói. Dạ chị hai nói là mai mốt chị hai sẽ lên sân khấu hát cái tía. Nhưng mà con trả lời giùm tía rồi, con nói là nằm mơ đi. Con xin lỗi tía, con chỉ nói vậy thôi, chứ con biết là tía không bao giờ cho đâu. Con hứa với tía là con không dám nói nữa. Thôi con mang cái này á vô rỗng trong khạp đi. Nhớ thay nước hai lần mỗi ngày nghe chưa? Wow, cá nhiều dữ tía. Ừ, tía có chút chuyện qua nhà bà hội đồng, xong cái gặp trò Thành, tía đi câu cá giải trí với trò Thành luôn. Không hiểu sao mà câu được nhiều cá vậy á. Thôi con vô nha tía. Ừ, con vô đi. Còn con nữa. Dạ. Vô dọn cơm nước đi, rồi cả nhà cùng ăn cơm luôn. Dạ. Đi đi. Con mời tía ăn cơm. Thôi ăn đi. Mời tía mời hai ăn cơm. Tía à? Hả? Tía qua nhà bà hội đồng chắc là có chuyện hả tía? Bà hội muốn góp tiền sửa lại cái lớp học ngoài sân đình mà tía đang dạy, cho nên tía mới tới nhà bà hội để nghe rõ thành ý của bà, để về báo lại cho các chú ở trong hội hương đình. Vậy tía à, tía có gặp bà má của anh Tiến Thành không? Hai bác khỏe hả tía? Anh chị Ngoan vẫn khỏe. Ủa mà bữa nay con sao vậy? Tía thấy con giống như ở đâu xa mới về vậy hằng. Dạ không có. Con thuận miệng cho nên con hỏi vậy thôi. Dạ, tía ăn gà đi tía. Mai là tía chưa gặp anh Phùng, không thì chết mình rồi. Mà Hằng nè. Dạ. Cái tiệc mừng thọ của bà hội đồng sắp tới á, sẽ tổ chức một đêm văn nghệ với mục đích từ thiện. Tía nghĩ con nên hát một bài để chúc thọ bà hội. Gì? Tía nói là tía cho chị hai lên sân khấu biểu diễn thiệt hả tía? Tía có nói lộn không vậy? Tía con mình á, sống trên đất này á, cũng nợ người ta nhiều lắm rồi. Mừng thọ bà hội á, nhà mình đâu có quà cáp gì đáng giá đâu con. Mà tía biết á, bà hội thích coi hát, để chị hai con hát tặng bà hội một bản đàng hoàng thì giống như gia đình mình thể hiện tấm lòng với bà hội vậy. Đúng rồi đó tía. Hai. Tía à, tía nói thiệt hả tía? Tía nói thiệt đó. Nhưng mà nếu con không muốn thì tía cũng không ép đâu. Thì thôi vậy. Không, con muốn, con thích lắm tía. Con sẽ tập thiệt kỹ, hát thiệt hay, để tía và bà hội đồng vui.
Nhưng mà tía, đây có phải là ý của anh? Anh... Ừ, ý của trò Thành đó. Chính trò ấy đã đề nghị trực tiếp với tía. Tía cũng suy nghĩ kỹ rồi, con phải hát thật tốt, thật giỏi nghe chưa. Đừng có làm mất mặt tía đó. Dạ. Thôi ăn đi. Dạ. Vậy là anh Phùng đã nhờ anh Thành xin tía cho mình hát. Ảnh nói được là làm được, ảnh thiệt là tốt với mình mà. Tao thấy mình tận dụng chỗ này để làm sân khấu, không cần phải dàn dựng gì hết. Mày thấy sao? Tao thấy cũng tạm ổn, nhưng mà vậy liệu có đơn giản quá không? Rồi bàn ghế cho khách nữa. Mày yên tâm đi, bàn ghế khách mời á, tao tận dụng hết bàn ghế ở nhà mình. Nếu thiếu á, đi mượn thêm bàn ghế lớp học của thầy Thanh. Tao muốn không khí đêm nhạc ở đây á càng gần gũi càng tốt. Tao thấy cũng đơn giản quá, mày làm cũng hơi sành soạn. Liệu nghệ sĩ người ta có chịu về đây không? Mày yên tâm, nghệ sĩ mà nhận lời về đây hát toàn những người có tâm thiện không hả? Còn ban nhạc á, mày lo. Cái gì? Ban nhạc tao lo? Mày nói chơi hả? Tao nói thiệt, mày đàn cho hàng hát là khỏi chê rồi, đúng không? Có gì á, tao mướn thêm ban nhạc cải lương nữa, tại bà nội tao thích cải lương. Tân nhạc thì có một bài duy nhất của mày với Hằng là đủ rồi. Chỉ có một bài tân nhạc duy nhất? Mày khùng hả? Tao không có khùng đâu. Bà con ở xóm này á, người ta không có thích nhạc tân, người ta thích cải lương thôi. Bà nội tao á hay mời đoàn cải lương về diễn tuồng Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu, bà con coi hoài mày ơi. Nhưng mà... Thôi, nhưng vậy gì nữa, làm như vậy á mày với Hằng nổi bật hơn. Lát nữa tao có hẹn Hằng qua đây cho mày tập ca nhạc rồi. Nè, ráng nhỏ nhẹ, đừng có làm Hằng sợ nha mày. À, biết rồi. Anh thấy chỗ này được nè. Dạ. Em, mình tập ở đây hả? Dạ, ở đâu cũng được hết, miễn sao là lúc mình tập hát đừng có nhiều người nghe. Em mắc cỡ lắm. Em cứ yên tâm đi, ở đây không có ai nghe đâu. Em ngồi đi. Mà anh cũng nói trước nha, bình thường á anh dễ tính lắm, mà khi vô tập rồi á anh khó lắm. Em mà không nghe lời anh la được có khóc nghe. Dạ em biết mà, thầy nghiêm thì trò mới giỏi được. Giỏi, bây giờ mình bắt đầu tập ha. Dạ. Đậu cho anh hai ăn nè, anh hai ăn đi cho nóng. Ừ, để đi, lát anh hai ăn. Ủa, anh hai vẽ gì vậy anh hai? Anh vẽ sân khấu cho chương trình văn nghệ sắp tới. Dạ hả? Sân khấu có đẹp không anh? Cho em coi với. Anh hai chưa vẽ xong. Không cho coi thì thôi. Trả cho anh hai. Nè. Hả? Đâu phải sân khấu đâu, là chị Lê Hằng mà. Trả đây. Lê Hằng đâu mà Lê Hằng? Anh nghĩ người khác. Ủa, người khác là ai? Thì
mấy cô ca sĩ anh mời về hát văn nghệ sắp tới đó. Em thấy á, không có giống cô ca sĩ nào hết á, chỉ có giống chị Lê Hằng thôi à. Ừ, giống đâu mà giống, trả cho anh đi. Giống thiệt mà. Nè, giống từ cái con mắt nè, giống từ cái miệng nè, nhất là mái tóc dài của chị Hằng nữa. Chỉ đẹp như vậy làm sao em không nhận ra được. Mà em thấy chị Lê Hằng đẹp thiệt hả? Em thấy nè, ba má cũng thấy, bà nội cũng thấy nữa. Ở làng mình có ai đẹp hơn chị Hằng đâu. Bà nội, ba má cũng nói vậy hả? Ừ, dạ. Má còn kêu em á là để tóc dài giống chị Hằng vậy nè, cho nó đẹp. Vậy nhà mình á, đâu ai ghét chị Hằng đúng không? Ừ, nhà mình ai cũng thích chị Hằng hết á. Mà anh là người thích chị Hằng nhất đúng không? Con nhỏ này, nhất đâu mà nhất. Thì nhà mình ai cũng thích chị Hằng, anh cũng vậy thôi. Nhiều ít gì chứ. Thôi đi, em biết hai thích nhất mà. Hai nói thiệt đi, rồi em giúp cho. Giúp gì? Giúp hai hả? Ừ, thì em nói ba má cưới chị Hằng cho anh. Phải không? Anh làm gì nhìn em dữ vậy? Không thấy anh hai còn đi học, chị Hằng cũng còn nhỏ. Với lại anh cũng chưa muốn lấy chị Hằng mà. Anh hai nói đó nha, anh không thích cưới chị Hằng, rồi mai mốt người ta cưới mất, anh hai đừng có khóc đó nha. Con nít biết gì mà nói. Chị Hằng thì ở đâu còn đó, mất đâu mà mất. Anh đừng có khi dễ em nha. Em biết nhiều lắm đó. Biết gì? Nói anh hai nghe đi. Thì em biết con trai á, khi thích con gái nào á là phải đi chơi với người đó. Trời ơi, ghê quá nha. Thôi thôi, đi giờ ngủ đi. Nè, ăn chè nhớ đến răng súc miệng, coi chừng bị súng răng đó. Em nói rồi đó, mai mốt mà có khổ cũng đừng có kêu em. Biết rồi. Ê, gì nữa? Múc chén chè giống vậy, đem qua phòng anh Phùng dùm anh. Dạ. Giọng em cao, Giang. Nhưng mà ở những quận cao, nếu như mà em không biết lấy hơi thì em sẽ bị hụt. Em cứ ráng hát theo kiểu bản năng, thì không bao lâu dây thanh quản của em sẽ bị hư đó. Vậy bây giờ em phải làm sao? Em đừng có căng thẳng quá, anh chỉ chọc em thôi. Chỉ cần là em tập lấy hơi và đặt âm đúng á, thì sẽ không sao hết. Bây giờ anh sẽ chỉ cho em cách lấy hơi từ bụng nha. Em hít hơi đi. Em chú ý hít cho thật sâu, rồi em xì hơi ra bằng cổ họng cho thật đều. Em thấy cơ bụng mình căng lên rồi xẹp xuống, như vậy là đúng đó. Xong bài này mình sẽ tập cho em khởi động rồi luyện thanh sau nha. Rồi bây giờ mình tập ha. Rồi em hít vô đi. Em thẳng lưng lên. Đúng rồi. Hít vô. Rồi đúng rồi. Bây giờ em thở ra. Tía ăn xong rồi hả tía? Con dẹp nha. Lấy cho tía bình trà nóng.
Dạ. Con mời Tiêu uống nước. Chạng vạng gì rồi mà vẫn chưa về nữa. Thôi, con ở nhà của nhà nghe chưa? Để tí đi đón chị hai con. Tí. Cái gì? Tí ơi, chị hai lớn rồi mà, tí cần gì phải đi rước. Ra sao lấy cho tí cái đèn đi. Dạ. Sao mà về trễ dữ vậy không biết nữa. Tí ơi, hay để con đi đón chị hai nha tí. Thôi, để tí đi một mình được rồi. Con ở nhà coi nhà nghe chưa. Tí đi cẩn thận nha tí. Ừ. Tao công nhận mày thông minh thiệt đó. Để giữ bí mật tới phút chót cho bà nội, mày đã nghĩ cách là dời điểm tập từ vườn nhà ra đây. Và rõ ràng là ở đây á, thằng tập hiệu quả hơn nhiều. Thằng tiến bộ thấy rõ luôn đó. Nhưng mà tao thấy tập tối cửa này hoài, tao sợ thầy Thanh cũng ưng bụng. Hay là mày coi tập giữa trưa được không? Đây thằng chỉ rảnh tới xế chiều thôi, mà tập vào thời gian này là đúng rồi đó. Mà tao thấy mày lo xa quá. Thầy đã cho em hàng tập với tụi mình rồi, thì có nghĩa là thầy tin tụi mình. Với lại ngày nào tao với mày cũng đưa hàng về mà. Ừ. Nếu thấy mệt mày về trước đi, để tao đưa hàng về cho. Nhớ chờ cơm tao đó nha. Hai. Ừ? Hai. Tứ. Hai. Bây giờ anh Thành đưa hai về nhà bà hội đồng đi. Đi. Ừ. Không là tí cấm tiệc luôn đó. Vậy hả? Đúng rồi. Ủa sao lúc đầu hai nói là hai tập ở nhà bà hội đồng mà. Sao bây giờ lại ra đây? Tí tới nhà bà hội đồng rồi đó. Bây giờ tí ra đây thấy hai đứa với hai người con trai là chết luôn đó. Bây giờ sao? Hai gạt tí phải không? Không có. Không phải. Là ý của anh đó. Anh muốn giữ bí mật với bà nội của anh. Nếu vậy từ nay để anh đưa chị Hằng về cho. Ủa, nói vậy mấy bữa trước ai đưa hai về? Hai à. Hai. Tí kìa. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Anh Phùng, thêm. Thêm nhanh lên. Tía à, con nè tía. Con đây nè. Con đi đâu đây vậy? Dạ anh Thành anh đưa con về. Dạ, tụi con thầy vừa mới tập xong. Vậy hả? Dạ. Thôi sẵn có thầy ở đây, để thầy đưa em nó về luôn ha. Mai mốt đừng có tập trễ quá nha. Con gái đi đêm hôm khuya khoắt không có tốt đâu. Dạ con biết rồi thầy. Ừ thôi đi con. Dạ. Đi về. Em về nha anh. Đi. Hồi anh đi ra. Hên á là tí không có phát hiện đó. Thôi bây giờ hai anh ở đây nha, em phải đi về chứ nếu không em bị đòn á. Thôi em đi nha. Tứ nè, hai năn nỉ em đừng có mét tía nha. Lúc đầu á tía với em cứ đinh ninh á là hai tập với nhiều người, thì ra là chỉ đi với một người. Tía mà biết được ha là hai khỏi đi luôn, tía cấm luôn đó. Thì bởi vậy hai mới năn nỉ em. Hai rất muốn được hát. Hai thích hát hay là thích tập riêng với anh đó? Bộ hai quên á là tía dặn nam nữ thọ thọ bất tương thân hả? Thì Tứ, đã kêu đi ngủ sớm rồi mà giờ này còn rù rì rủ rỉ gì ở trống vậy? Dạ tụi con ngủ liền tía ơi. Tía ơi, con đang bàn với chị hai là kể từ ngày mai khi mà chị hai đi tập, con sẽ canh giờ chị hai về để đi rước chị hai nha tía. Ừ, chị em tính vậy cũng được đó. Dạ. Em mà không nói vậy á là tối nào á tía cũng đi rước hai, thế nào cũng lộ chuyện cho coi. Hai cảm ơn Út nha.
Út dễ thương. Ui da, đau quá, đau quá. Đã kêu ngủ sớm rồi, không được giỡn nữa. Hai cái đứa này thiệt tình à. Thiên Tư, về phòng ngủ đi. Ai đâu. Con ngủ liền tí ơi. Thôi, em đi ngủ nha. Đi. Con gái gì đâu á mà ngồi nắng, mai mốt hả không ai thèm lấy đâu nha. Ủa, anh rủ em ra câu cá mà sao anh ngồi im vậy? Thì em câu cá đi, anh đâu có rảnh đâu mà ngồi câu cá với em. Ủa, anh làm gì mà không rảnh? Đang bận suy nghĩ. Nhỏ mà cũng biết suy nghĩ nữa hả? Nhỏ gì? Hiền mới nhỏ. Thì em nhỏ thiệt, nhưng mà anh lớn hơn em có 1 tuổi à, cũng không được gọi là người lớn đâu. Miễn sao tôi lớn hơn Hiền là được rồi. Em không có biết, nhưng mà anh Thành nói là em còn ngây thơ lắm. Thôi đi, anh Thành với lại chị Hằng giống nhau ghê luôn á. Lúc nào cũng nói là con nít hỉ mũi chưa sạch. Hỉ mũi chưa sạch là đúng rồi. Nè, mày nói gì đó? Tao nói cái đứa mà bị con gái chửi là con nít, hỉ mũi chưa sạch đó là đồ hèn. Gặp tao á là tao độn thổ xuống đất tao trốn rồi. Mày. Ê, đừng có đánh nhau. Đừng có đánh nhau mà. Ơi, dừng lại. Dừng lại đi. Thôi, tôi không có nói mà là anh tôi nói. Mày đứa làm gì vậy? Anh có sao không? Nè, em có sao không vậy? Dạ em không sao. Trời ơi, mặt mày bầm hết trơn vậy mày nói không sao. Đúng là có ý chí thiệt. Nè, để muốn trả thù không? Nè, mình là Nam Nhi, đừng nghĩ mạnh thiếp yếu. Thôi bây giờ vậy, anh sẽ chỉ cho thằng đệ này vài chiêu, sau đó hai em thách đấu với nhau, như vậy thì mới quân tử đáng mặt đàn ông chứ, đúng không? Anh mà có dạy cho nó 10 chiêu á thì cái thằng này cô không đánh lại tôi đâu. Ê, thằng kia, mày nói gì đó? Mày nhớ đó. Sao anh không ngăn hai bạn đó lại mà còn xối nữa? Em đúng là em không hiểu đàn ông con trai gì hết ráo á. Đàn ông lúc nào cần lịch sự thì mới ga lăng. Nhưng lúc này á thì cần phải mạnh mẽ lên để bảo vệ bạn gái chứ, đúng không Tứ? Bạn gái gì chứ? Cho mấy anh quánh rụng răng luôn. Em về em mét anh Thành. Trả anh nè. Nè, chạy theo năng nỉ đi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Để mai anh chỉ về chưa phục thù. Vậy thôi em đi nha. Hiền ơi, Hiền, đợi tôi với. Hiền, đợi tôi với. Lại hai biểu nè. Dạ. Hả? Trời ơi, cái gì mà xinh lầy? Hả? Trời ơi Tứ ơi. Tứ, cái mặt em bị sao vậy? Ngồi xuống đây. Hả? Em sao cái mặt? Trời ơi, trầy trụa hết trơn vậy nè. Em làm cái gì vậy? Em đánh lộn. Em đánh lộn? Đánh với ai? Thì em đánh với thằng heo con của bà Chính đó. Nó ỉ nó bự con cho nên nó ra đòn trước. Em bất ngờ cho nên lỗ mũi ăn trầu. Cái đầu xỉa thuốc chứ gì. Trời ơi. Đâu, lật người qua hai coi có bị trúng chỗ huyệt nào không? Em không có sao mà. Em đâu có đau đâu mà hai lo. Lo sao không lo? Ngồi đây hai lấy thuốc nè. Hai à da. Trời ơi, sao nhiều vậy nè. Em hư quá à. Đánh lộn đánh lạo.
Hai, khỏi sức đi, em đâu có sao đâu. Ngồi im để cho hai sức thuốc nó mới hết. Ai? Em đó nha. Tía mà biết được là em chết. Bởi vậy hai đừng có nói là em chết đó. Ủa mà nè, hai đừng đi tập văn nghệ hay sao mà mặc đồ mới đẹp quá vậy? Đồ mới đâu, đồ cũ mà. Hai hứa là bữa nay hai sẽ về sớm. Hai nè, em thấy anh Phùng tốt, mạnh mẽ, đáng mặt đàn ông lắm. Ý, nhắc tới anh Phùng em mới nhớ, anh Phùng nói với em á là về nói với hai là hôm nay tập văn nghệ sớm hơn xíu á, em quên nói với hai rồi. Vậy hả? Thiệt hả? Trời, chết rồi. Đợi hai xíu, Ủa hai. Hai. Ủa, giờ này còn sớm, chưa có trễ mà làm gì hai lên quýnh lên vậy? Sao, thấy hai sao? Tại vì hai sợ anh Phùng chờ lâu á. Đâu có sao đâu. Nè, hai nấu cơm xong hết rồi đó, lát nữa tí đi dạy về, em nhớ là dọn cho tí ăn nha. Em biết rồi. Thôi, hai đi đây. Hai. Sao dạo này hai điều dữ vậy ta? Có khi nào đi từ từ ông thầy, chờ tôi với. Trời đất ơi, bà không thấy cái xe bánh xe tôi nó xẹp lép rồi đây hả? Mệt bà quá. Thì đi chậm chậm thôi, làm cái gì đi như giặt đuổi vậy? Thôi mệt bà quá đi, tôi lo tôi chưa xong mà lo tới bà. Trời ơi, nè, ông có phải đàn ông không vậy? Cái gì kỳ vậy? Tôi không phải đàn ông chứ đàn gì. Đàn ông là người ta phải lịch sự với phụ nữ. Nè, thấy phụ nữ người ta chân yếu tay mềm nè, tay xách nách nang đùm đè vậy nè, thì ít nhất ông cũng phải xách phụ, treo máng lên xe giùm đồ. Trời ơi, không xách phụ thì thôi, thì cũng đi từ từ cho người ta theo kịp chứ. Chạy như ma đuổi vậy đó, rượt theo không chết luôn à. Hơi sức đâu mà lo cho bà. Trời ơi, mà nếu tôi có thật sự tôi ga lăng đi nữa, tôi cũng không lo cho bà đâu. Nếu mà thằng Tứ nó không nhờ tôi á, thì tôi cũng không dắt bà theo đâu. Mệt bà quá. Trời ơi, nè. Trời ơi, dừng lại cho vậy? Tôi mở cái coi. Nè, tới ngã ba rồi. Bà đi đường bà, tôi đi đường tôi ha. Chia tay nha. Khoan, chờ chút. Tôi phải nói chuyện với ông cho rõ ràng. Chuyện gì nữa? Tính ra lần đó là ông lợi dụng tôi thiệt chứ bộ. Ê, cái gì vậy? Bà nói cái gì vậy? Cái gì mà lợi dụng ở đây? Bà nói cho đàng hoàng nha. Để tới tay con Hằng với thằng Tứ là bà không yên với tôi đâu nha. Tôi giận bà suốt đời luôn á. Gì? À, tôi chưa nói xong mà. Ông thầy. Tôi đứng lại cho bà lá làng lên hả? Để cho tôi mắng nhục hả? Tôi đâu có ngu lần thứ hai. Ông thầy. Công cha như hay quá. Em đã lột xác hoàn toàn rồi đó. Bây giờ em hát ở phòng trà Sài Thành còn được, chứ nói chỉ là một đêm văn nghệ ở thôn quê. Dạ, anh chỉ nói cho em vui thôi, chứ em thấy em hát còn tệ lắm. Không đâu, anh nói thiệt đó. Anh không phải là người khen chê tùy tiện đâu, em phải tự tin lên chứ. Dạ, nếu vậy em mừng lắm. Dạ, em cảm ơn anh đã bỏ công để dạy em bao ngày qua. Em đừng có khách sáo. Thôi, hôm nay mình tập luyện tới đây thôi nghe. Bây giờ mình nói chuyện khác đi. Chuyện khác là chuyện gì anh? Lên sân khấu là phải đẹp. Bộ em không nghĩ tới chuyện trang điểm hay sao? Trang điểm hả? Trang điểm là đánh phấn thoa son đúng không anh? Ca sĩ nào lên sân khấu thì cũng phải đẹp, cho nên là ai cũng phải trang điểm. Em cũng thích lắm, nhưng mà em không có biết trang điểm, mà cũng không có phấn son gì hết. Em đừng có lo, anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Cái gì vậy anh? Nè, đây là bộ trang điểm.
bộ trang điểm đẹp quá. Mà ở đâu anh Phùng có vậy? Hôm trước thằng Thành nó có dẫn anh đi chợ, anh thấy bộ trang điểm này đẹp quá, anh mua liền. Em coi có thích không? Em nói em không biết trang điểm phải không? Vậy để anh trang điểm cho em xem nha. Anh Phùng thiệt là biết quan tâm tới người khác. Nè. Hả? Xuống đây coi, làm gì vậy? Hiền rình gì vậy? Làm gì hiền rình cho hai tôi vậy? Em không phải rình, mà tại vì em muốn... Muốn cái gì? Thì muốn coi chị Hằng. Coi chị hai tôi hả? Ừ. Ủa mà nãy giờ thấy gì rồi? Chưa có thấy gì hết á. Chị sao không coi nữa đi? Vậy coi nha. Ừ. Ê, mà khoan mà khoan. Đứng cả buổi trời, không lẽ không thấy gì hả? Ờ, em thấy anh Phùng lấy ra cái hộp gì đó, rồi trét trét lên mặt chị Hằng. Trét gì? Cảm ơn anh Xuân như vậy sao? Anh không có chịu đâu. Đêm về lòng đau xót. Vậy em phải cảm ơn anh sao anh mới chịu? Người đã quên rồi những lời thề xưa. Tía à, tía thấy con đẹp không tía? Đẹp cái gì mà đẹp? Ba cái thứ xanh xanh đỏ đỏ này chỉ có đi vô bôi hết mình. Đi. Hẹn một đời yêu chỉ tía à, con có thấy lòe loẹt gì đâu, con thấy đẹp mà tía. Tía đã nói là không đẹp là không đẹp. Đi vô bôi ngay, lẹ lên. Còn nếu không, ở nhà không đi đâu ca hát hết. Anh Phùng, anh làm gì vậy? Thì anh ơi, em không thấy sao? Em thấy, nhưng mà vì yêu nên cho trao. Em không hiểu tại sao anh lại ôm em. Chẳng lẽ em đọc nhiều tiểu thuyết trên tình cảm, mà khi người con trai ôm một người con gái, em không biết tại sao. Em có thấy chị Hằng đâu không? Em cũng không thấy. Mà có khi nào anh Phùng đi chung với chị Hằng không? Nếu thầy chấp thuận thì hai gia đình mình giáp mặt trầu rượu rồi mới bỏ bông làm đám hỏi, coi như là đã cọc và thông báo với họ hàng hai bên. Khi thằng Thành nó ra trường rồi thì mình mới làm đám cưới. Tôi nói vậy thầy thấy có được không? Chẳng giấu gì bà Hội với anh chị đây, thật lòng thì tôi rất mến trò Thành. Nhưng mà chuyện này là chuyện trăm năm, tôi cũng cần phải dò ý cháu Hằng một chút. Hôm qua hai đi hẹn với anh Phùng phải không?